Em xin chào mọi người nhé. Hôm nay Hoa Lan Hà Nội sẽ giới thiệu với mọi người một mặt hàng mới, đó là Lavanda. Lâu lắm thì mới có một cái lô đẹp như thế này. Cây cực kỳ đẹp nhá, trên 12 cặp lá và hầu như đều là một cây mẹ và có thêm một hai cây con ở dưới nữa. Đấy, rất thích hợp để mình về trồng này. Cây đang phát triển rất là tốt và Lavanda hôm nay em sẽ bán với giá là 120.000 một cây nhá. Khi các bác mua từ 5 cây em sẽ bao ship cho mọi người. Đây em cầm một số cây cho mọi người xem này. Đó. Hầu như cây nào cũng không hề có lỗi lá một tí nào luôn. Đều có cây con ở dưới, cực kỳ đẹp, 12 cặp lá trở lên. Và có 5 màu nhá, 5 màu thì mọi người biết rồi. Vanda ngày trước em giới thiệu suốt rồi. Đấy, có màu tím này, màu trắng này, màu chấm này, màu vàng này. Và màu xanh nước biển nhá, 5 màu của Vanda. Đây, cây nào cây nấy cực kỳ đẹp luôn. Đều có cái thân con ở dưới, đều có cây con ở dưới. Đó, 120.000 một cây nhá, giá quá là ưu đãi rồi. Đó, mua 5 cây em sẽ bao ship toàn quốc cho mọi người. Còn khi mà mua dưới 5 cây thì mọi người chịu phí ship cho em là 40.000 nhá. Đây, thân nào thân ấy, trên 12 cặp lá này. Rất là đẹp. Về mình chơi thân lá cũng ok. Và nó sẽ cho hoa vào những cái ngày cận Tết nhá, để mình chơi Tết. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại là 0974 702 106 cho em. Số điện thoại em có để ở dưới bài viết rồi. Cây quá đẹp. Lô này em chỉ có khoảng 50 cây thôi nhá. Đó. Em xin chào mọi người.